Mình làm gì khi cái ngọn đèn điện tử nó bị tụt vào trong ạ? Bây giờ em sẽ thao tác giúp mình, hướng dẫn mình cách sửa nó nhé. Đầu tiên là mình mở cái nắp khay pin ra. Sau đó là lấy cây kéo chọc vào. Và ngón trỏ, ngón cái của mình giữ để cho nó tránh ra nhanh quá và nó làm đứt dây điện bên trong ạ. Đấy, kéo từ từ nó ra. Sau đó là mình ấn vào thôi. Rồi, ngọn đèn này mình ấn lại ngọn đèn nó lên được. Vào. Sau đó là mình đậy lại. Đậy vào. Cây bên này cũng thao tác tương tự ạ. Chọc cây kéo vào, lấy ngón trỏ giữ, kéo ra. Sau đó là ấn lại. Ấn lại cái ngọn. Ấn lại ngọn vào bên trong. Sau đó là đẩy nắp khay pin lại. Chỉ lấy hai tay đẩy cho nó cân là nó vào. Ok rồi.